chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo của khán giả Minh Hà. Chào bác sĩ, mẹ em gần đây thấy nhìn lờ mờ sau khi chớp mắt, chảy nước mắt liên tục, kèm theo là da rỉ trắng ở hai hốc mắt, cộng theo đó là cảm giác khô rát và cộm như là có cắt ở trong mắt vậy. Bác sĩ cho em hỏi là với những triệu chứng này thì có thể mẹ em gặp tình trạng gì và có điều trị dứt điểm của tình trạng này không? Xin mời bác sĩ xem. Với những cái dấu hiệu triệu chứng bạn đưa ra thì chúng tôi đang nghĩ đến một cái bệnh khô mắt, đặc biệt là khô mắt ở người cao tuổi. Cái vấn đề này bây giờ nó đang là một cái bệnh mà chiếm tỷ lệ rất cao trong dân số, không cứ là người cao tuổi đâu, mà bây giờ do cái môi trường, do cái thời gian mình sử dụng thiết bị điện tử, rồi các cái do tuổi, do vấn đề dinh dưỡng mà nó dẫn đến cái vấn đề khô mắt, đặc biệt là ở người già thì gần như phần lớn là đã gặp những cái triệu chứng rất khó chịu. Có những bác đã mổ thủy thể rồi thì được đến 10/10, nhưng mà đến cứ phàn nàn là tôi cứ bị nhòe mắt. Thực ra đấy là cái phim nước mắt nó có tác dụng như một cái lớp áo giáp bảo vệ cho bề mặt của giác mạc hoặc là bề mặt của nhãn cầu. Nó làm cho trơn, nó làm cho bóng và chúng ta dễ nhìn hơn, chúng ta chớp mắt nó dễ hơn. Nhưng bây giờ cái lớp phim nước mắt nó bị tổn thương do các cái yếu tố nó tạo nên cái phim nước mắt đó, nó bị thoái hóa rồi bị viêm nhiễm, và nó dẫn đến những cái dấu hiệu mà như bạn vừa mô tả. Đặc biệt là có những cái bác cứ nói là tôi nhắm mắt vào mở ra nó cứ dính như là hồ dính, đó cũng là một cái mà cái tuyến bờ mi của mình nó tiết ra cái nước mà nó gọi là, chúng tôi cứ gọi là nước cặn, nước váng mỡ cặn, nên nó rất là dính và rất là đặc. Đặc biệt những trường hợp như thế thì rất khó chịu, nhoèn mắt rồi khô rát, thậm chí là ở bờ mi có nắng đọng những cái chất bọt trắng như là bọt vôi hoặc bọt xà phòng, và làm cho bệnh nhân cứ thấy rằng là nhìn nó khó nhìn. Và đặc biệt cái dấu hiệu mà mọi người hay kêu phản ứng nhất đó là chớp như có cát hay có trấu ở trong mắt. Thì thực ra những cái giai đoạn như thế nó cũng ở cái giai đoạn tương đối là muộn, chứ không phải là một cái mắc bệnh như thế nó sớm. Mà khi mà giai đoạn muộn như thế thì cái yếu tố gây bệnh nó là một tổng hợp các cái nguyên nhân, mà lúc đấy để đòi hỏi cái điều trị nó phải một cái liệu trình nó dài hơn và đôi khi tốn kém hơn. Tốt nhất là mình nên đi khám sớm, kiểm tra sớm để phát hiện, điều trị từ cái giai đoạn sớm đi thì nó đỡ bị khó chịu hơn sau này. Xin cảm ơn bác sĩ Xanh. Vậy thì hy vọng là khán giả Minh Hà đã có thể có lời khuyên hữu ích đối với tình trạng khô mắt ở người cao tuổi này. Thì như bác sĩ Xanh vừa chia sẻ đó là có những trường hợp thì sẽ cần phải điều trị khá là lâu dài. Chính vì vậy là hy vọng bạn sẽ đưa mẹ tới khám sớm để có thể sớm can thiệp cũng như là giúp cho tình trạng khó chịu ở mắt của mẹ bạn có thể giảm đi.